Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có một số mẫu máy mới về và cũng muốn review lên trên kênh để cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua bán thì mong các bạn tham khảo xong rồi ủng hộ giúp bên mình nhé. Thì hôm nay thì số lượng máy nó cũng tương đối là nhiều nên bên mình sẽ vào review luôn cho tất cả các bạn cùng xem. Đầu tiên nó sẽ vẫn là hai chiếc Samsung Galaxy S10 Plus hàng Nhật các bạn nhé. Tất cả đều nó là máy zin đẹp, ngoại hình zin đẹp, tầm 98-99%, cam kết là hàng zin nguyên, không có chuyện là thay vỏ hoặc là thay khung, thay nưng, thay sườn hay ép kính đâu các bạn nhé. Zin nguyên bản, màn hình thì đẹp xuất sắc luôn. Đây mình sẽ vào xem một cây, bởi vì bộ này tất cả đều là hàng tuyển cho nên là đẹp là như nhau. Nó chỉ có hai màu, đó là Nhật thì thường có màu trắng sứ và màu đen, đó có hai màu cơ bản nhé. Đây, về màn hình này các bạn không thể nào chê một bất kể một điểm gì nhé. Đó, đẹp sắc xuất luôn. Đó, không có một điểm trừ nào cả. Bộ này thì nó chỉ có một sim thôi, chạy con chip Snapdragon 855. Chip rồng khá là mạnh, RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Các bạn chắc cũng không còn xa lạ gì về dòng này, thì mình bán cũng tương đối là nhiều. Đấy, RAM 8, bộ nhớ 128GB, viên pin của nó là 4100. Tương đối khỏe, màn của nó là màn 2K cộng và độ lớn của nó là 6.4 inch các bạn nhé, 6.4, con này là 6.4 inch, màn đẹp. Nói chung các bạn để con này để view hoặc là để camera hoặc là để xem phim thì nói chung con này quá là nét luôn. Đây, với thiết kế hai cam trước này nhìn rất là tinh xảo, phần mặt trước này và mặt sau cam của nó là 1-2-3 cam này, nó rất là đẹp, có đèn flash và ghi âm các kiểu đằng sau luôn các bạn nhé. Đó, tất cả chức năng đều ok, vân tay khuôn mặt rồi cũng như là mống mắt tất cả đều ok hết các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 6.300.000, 6.300.000 S10 Plus nhé. Dáng thon gọn rất là đẹp này các bạn, đó, cầm rất là vừa tay. Hiện tại bên mình còn hai cây nhé, hai cây đó là một cây thì gửi đi Bình Dương không được nên là phải quay hàng lại đâu, chứ không còn màu đen này thì bên mình đã bán rồi đó, thì còn một đen một trắng các bạn nhé. Và hiện tại là Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh mà bên mình đang tạm thời là chưa giao được và chờ chỉ thị mới vào ngày 15 tháng 10 tới đây các bạn nhé. Còn khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa thì các bạn ở bên Bình Dương và Đồng Nai thì để ý giúp mình nhé. Đó, bên mình đang có hai cây này. Đó. Giá là 6.3 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là vào một cây Samsung Galaxy S8 nhỏ. S8 nhỏ thì RAM của nó là 4GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Màn hình của nó thì tương đối là đẹp, nó có ám nhẹ các bạn nhé. Dòng 8 thì hầu như cây nào nó cũng ám nhẹ. Đây, mình sẽ bật vào màn hình sáng cho các bạn xem luôn. Đó, tất cả đều đẹp nhé. Đấy, ám siêu nhẹ thôi. Đó, dùng con này là tương đối đẹp. Đây, vào đây để cho các bạn nhìn cho rõ. À, các bạn này nhìn đấy, màn tương đối đẹp nhá, gọi là ám, nó ám rất là đều. Đây là nó ám đều cho nên là các bạn sẽ không biết đây là màn ám nhé, hoặc nó có thể là một cách nói khác, đó là màn nó hơi ngà một chút, hơi ngà một chút thôi, nhưng mà nó vẫn giữ lại cái màu nguyên bản của nó nhé, thì các bạn yên tâm. Đó, tất cả chức năng ok. Con này thì nó cũng là con bản Mỹ, chạy chip Snapdragon và nó sở hữu nó chỉ có một sim thôi. Đó, cái này chỉ một sim thôi các bạn nhé, chạy mát máy và rất là mượt nhé. S8 chip Snap thì các bạn khỏi phải nghĩ. Đấy, tầm giá bên mình đang bán cho bạn con máy này, giá của nó là 3 triệu các bạn nhé, 3 triệu này, ám như không ám luôn. Đấy, hàng zin đẹp các bạn nhé. Đấy, 3 triệu đây là cái số 1. Giá là 3 triệu các bạn nhé. Cái số 1 giá 3 triệu này. Tiếp theo vào cái số 2 sẽ là một cây màu này là màu ánh bạc các bạn nhé, xám bạc này, ngoại hình tương đối đẹp này. Đấy, ngoại hình tương đối đẹp. Có này là lưng thay nhé, nhưng mà lưng thay là ở đầu kia thay chứ không phải là mình thay các bạn nhé. Đó, này còn không khắc email này, là đầu bên kia thay, chắc đây là hàng bảo hành hãng, thay lưng hãng. Đấy, màn con này thì có hơi ảm nhé, màn này hơi ảm này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, ảm độ 1 luôn các bạn nhé, con này ảm độ 1 đấy. Đấy, đây con này cũng là bản Mỹ nhé,
con này cũng là bản Mỹ, cũng chạy một sim nhé. Con chip Snap này nói chung là siêu mượt rồi. Con này full tất cả chức năng nhé. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là, con này bên mình bán cho bạn giá chỉ có 2.600.000 thôi. Đấy, 2.600.000 thì các bạn mua S7S để làm cái gì phải không các bạn? Đấy, 2.600.000 không nên mua S7S. Chơi luôn con này. Đấy, rất là ngon lành nhá. S8. Đây cái số 2. Giá chỉ có 2.600.000 thôi. RAM cũng là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB các bạn nhé. Cái số 2 giá là 2.600.000, nó rẻ rất là nhiều rồi. Các bạn mua những chiếc máy này về cầm, các bạn cảm giác của nó rất là sang, vì dòng S mà, dòng S của nó cầm rất là sang chảnh, nó dòng cao cấp, nó chứ không phải là hàng Z hoặc hàng A đâu. Mặc dù cái tầm giá hơn 2 triệu này, nhưng mà những cái con hàng A tầm 4 triệu hơn 4 triệu đuổi mệt luôn các bạn ạ. Đó, ok các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc iPhone 6S. Một chiếc iPhone 6S đây. Đấy, hàng đi đúng xem nào, hơn 2 tháng trời mới về đây các bạn. Hơn 2 tháng trời mới quay trở lại là đây, một con 6S, nó là hàng chất, hàng siêu chất nhé. Đây, một con hàng siêu chất mấy màu vàng gold. Đấy, mình cam kết với các bạn nó là hàng zin nguyên bản. Nếu phát hiện thay vỏ, ép kính hoặc là lung tung gì đấy, bên mình tặng các bạn máy luôn nhé. Đây các bạn. Đấy, hàng chất luôn. Con này chỉ có là thay pin thôi, bởi vì đợt mua là pin của nó là 80%. Nhưng mà khách yêu cầu thay pin thì mình cũng đã thay pin cho khách, nhưng mà đến khi mà nhận hàng thì là nó giao hàng chậm quá, nên là khách bảo là mình không đợi được nên mua máy khác rồi. Đấy, con này thì nó là bản của nó là quốc tế Mỹ, bản 16GB các bạn nhé, pin 100%. Đó, khách bảo nó đợi không đợi được nên là phải mua chỗ khác. Đó, cho nên là các bạn cực kỳ thông cảm giúp bên mình nhé. Đó, không phải là do bên mình trì hoãn hoặc là gửi chậm đâu, tất cả các hàng bên mình gửi đi đều là chuyển phát nhanh hết các bạn nhé. Đó, nhưng mà không hiểu sao cái đợt vừa rồi dịch bệnh nó đi hơi chậm, nên mong các bạn thông cảm. Có những đơn 10 ngày, có những đơn 15 ngày. Đó, nhưng mà cũng có những cái đơn lại thấy nhanh đột xuất, vừa mới gửi hôm trước hôm sau đã nhận được. Mình cũng đang rất là nạ về vấn đề đấy. Nhưng mà thường thường bây giờ là chủ yếu là sẽ bị đi chậm, cho nên mong các bạn thông cảm. Khi gửi mình đều gửi nhanh, đều tiền nhanh, nhưng mà cái vận chuyển này là do dịch bệnh. Đó, cái này thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 2.200.000. Đây là một chiếc 6S hàng chất đẹp, có thể nói là hàng đẹp 99% luôn các bạn nhé. Hàng zin chuẩn cho các bạn. Đó, pin của nó lúc đầu là 80, nhưng bên mình đã thay thành pin 100, và pin đó là pin EU chuẩn cho các bạn nhé. Đây các bạn này, nhìn đẹp móc mắt luôn. Đấy, nói chung là đấy các bạn nhìn trước sau này. Đấy, đã dán cường lực trước khi gửi đi cho các bạn này, tem tiếc đầy đủ này, đó, ốp tiếc rồi, cũng như là bảo hành đầy đủ hết cho các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho các bạn nhé. Các bạn mua những cái máy này thì các bạn yên tâm, chẳng bao giờ nó lỗi đâu. Đó, đây, và cái này đây, cái này đi có khi là còn gần 3 tháng cơ. Đây, cái này là cái thời đầu của bọn gì nhỉ, Note 10 bản Mỹ nhé. Đây, Note 10 bản Mỹ này. Đó, cái này thì là bị bom này. Khách hẹn rất là nhiều lần. Đây, khách ở Hải Dương này, mình cũng chả biết là bạn nào, mình cũng không để ý đâu, bởi vì cái này nó đúng là nhỏ nhặt. Lâu lắm rồi, hôm nay mình lấy được hàng về. Đấy, gần 3 tháng trời. Hôm nay thì khách thì cứ hẹn ở Hải Dương để qua để lấy, nhưng mà xong lại không thể qua lấy. Thì sau lần nhiều lần hẹn thì bên mình bảo hoàn về. Hoàn thì cũng đúng cái dịp dịch, hoàn về nó chậm gần hơn 2 tháng trời. Đây, máy đẹp 99% luôn. Đấy, màn thì tôi bảo vết xước la lô nhá. Đó là cái điều không thể tránh khỏi, vì nó là một chiếc máy zin, không thể tránh khỏi. Đấy, Note 10 bản Mỹ, chip Snap 855 các bạn nhé. Màn hình này không thể nào mà chê được các bạn nhé, không chê nổi. Đây, màu đa sắc này các bạn. Đấy, bản này thì chạy một sim thôi. Đó, nhưng mà cực kỳ mát máy và cực kỳ mượt máy luôn các bạn nhé. Đấy, RAM của nó là RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Bộ nhớ này thì các bạn lưu trữ thì quá là thoải mái các bạn nhé. RAM 8GB các bạn chạy đa nhiệm thì nói chung là các bạn chạy rất là nhiều ứng dụng, chạy thoải mái luôn. Đấy, và nó lại được sở hữu con chip 855 nữa, thì các bạn chơi game hoặc là gì đó thì nó quá là tuyệt vời các bạn nhé. Cái này bên mình đang bán thêm nghỉ cho các bạn giá là 7.600.000 này, trước đây bán là 7.700.000 nhé, giờ bán lại cho các bạn 7.600.000.
Đấy, hàng zin đẹp tầm khoảng 97-98% các bạn nhé. Đó. Tiếp theo là lốt 10 Plus thì hiện tại là bên mình còn cây số 5 và cây số 6 nhé. Lốt 10 Plus này. Đấy, cây số 5 và cây số 6 hàng zin chất của ngày hôm qua. Đó. Tất cả đều đã lên 2 SIM hết rồi các bạn nhé. Tất cả bên mình đều lên 2 SIM hết rồi. Đấy. Bản Hàn Quốc Note 10 Plus 5G bản Hàn Quốc có hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé, 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình đây, nó sức tí xíu thôi, đây sức tí xíu ở chỗ bút này. Đó, bên mình đang bán cho bạn giá là 9,5 triệu. Con này có thể nói là hàng đẹp 97% các bạn nhé, 97-98% đấy các bạn. Nhìn mặt trước mặt sau này. Đó, phát hiện hàng ép kính hoặc là thay lưng hoặc là thay khung thì tặng các bạn máy luôn các bạn nhé. Đấy. Hàng zin chuẩn đúng không ạ? Zin chuẩn nguyên con. Màn đẹp không ám không bố gì. Đấy, lốt 10 Plus 5G đấy, Samsung này. Tuyệt vời luôn. Đó. Bên mình đang bán cho bạn giá là 9,5 triệu, đã lên 2 SIM rồi, bảo hành các bạn 3 tháng lỗi 1 đổi 1, tặng các bạn ốp lưng và một bộ cáp sạc nhé. Đó. Tiếp theo là vào cây số 6 này. Đấy, video hôm nay là cây số 5 số 6 các bạn nhé. Đấy, số 5 số 6 này, màu đen này. Đấy, ngoại hình đẹp luôn. Đây các bạn. Màu đen thì thường là đẹp. Đây các bạn nhìn đẹp luôn này. Nhìn màu đen mà 9,8 triệu là biết là máy đẹp chất như nào rồi. Đây. Thì thoảng xước la lô lông mèo thôi. Nhưng để phải nói về cấn móp thì không có một vết nào luôn. Đấy. Rồi đẹp tầm khoảng 98-99%. 2 SIM 2 sóng. Lại RAM 12 bộ nhớ là 256GB. Đó các bạn thoải mái lưu trữ nhá. Đấy, không phải nghĩ RAM 12 rồi. Đấy. 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màn không ám, không ố, không níu ảnh, không ngà, không nghiếc gì luôn nhá. Đấy, đẹp lung linh. Đấy, có mỗi hai màu nhá. Đó, màu đen và màu đa sắc. Đây là màu xanh tím than các bạn nhá. Đây còn đen xanh nhá, xanh tím than. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 9,8 triệu. Đó, hàng zin chất luôn các bạn nhá. Đó. Cứ hàng phẩy một phát là rẻ hơn rất là nhiều đây. Mặc dù màu đa sắc là đắt hơn màu đen, nhưng mà nó xước một vệt mà nó xuống còn 9 triệu. Con này hơn có 300.000 mà máy nó đẹp không kiểu như là bị va vấp gì cả, rất là đẹp luôn, hàng chất các bạn nhé, không so sánh với những cái hàng lộn cộn. Tiếp theo bên mình có một ít là hàng Google Pixel 3 hôm nay bên mình có một ít thì có hai màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu đen. Đó, hai màu chủ đạo là trắng đen. Thì bọn này được sở hữu đó là con chip Snapdragon 845 và nó là RAM 4GB, bộ nhớ của nó 64GB, camera là 12MP, có hỗ trợ là mở khóa bằng vân tay. Bọn này về để nói về cam thì mình sẽ tìm một con nào mình bật nguồn trước rồi nhé. Về ngoại hình thì tất cả đều là hàng zin đẹp 98-99%. Đây ví dụ như con này, để nói về camera thì có thể so sánh được với cả XS Max luôn. Đây các bạn, có thể so sánh với XS Max luôn các bạn nhé, cực kỳ nét. Và bọn này nó là bởi vì nó là dòng Google, nó là hàng chính thống, cho nên là các bạn có thể up lên tất cả các loại phiên bản phần mềm. Đó, phiên bản phần mềm nào cao nhất nó vẫn chạy rất là ok các bạn nhé. Đó, bọn này thì không có gì ngoài cái camera của nó cực nét và phần mềm nó hỗ trợ tối đa luôn. Đấy, bọn đây đây cam cái đây Pixel 3 các bạn nhé, Google Pixel 3. Bọn này thì nó chỉ có là một SIM thôi các bạn nhé, một SIM. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Bộ nhớ của nó cũng cực kỳ khủng khiếp các bạn nhé, 64GB. Đó, nó tương đối là khủng khiếp với một cái mức giá mà của nó là 2,5 triệu thì mình nghĩ là không có đối thủ cạnh tranh các bạn ạ. RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Đó, viên pin của nó là 2950 mAh. Màn hình của nó sở hữu là màn 5.5 inch. Đó các bạn ạ, 5.5 inch, tương đối là to các bạn nhé. Đó, cực kỳ LED luôn. Thì đây bọn này muốn vuốt vào menu này, vuốt từ dưới này lên các bạn nhé. Đấy, vuốt từ dưới đây này vào menu các kiểu này các thứ nhá. Đấy, thì bọn này thì bên mình có màu đen và màu trắng, nên bạn nào lấy máy nào thì alo cho mình nhá. Tất cả các máy con nào cũng như con nào thôi, hàng tuyển chọn này,
Đấy, đẹp lung linh luôn. Đấy, hàng đẹp lung linh luôn nhá. Đẹp 99% gần như mới. Khi mua về tất cả đều đóng ở trong cái bao này này các bạn này. Nhìn nó trông nó kiểu rất là uy tín nhá. Đó, mình bỏ hết ra để view cho đẹp. Đấy, có hai màu này. Đó, màu trắng và màu đen nhá. À, rất đẹp luôn. Nhìn này, lại còn đen nhám này, xong trên đen bóng này. Rồi. Nhìn thiết kế của nó rất là tuyệt vời. Ok. Khi mua hàng bên mình thì các bạn cứ nhắn cho mình họ tên này, địa chỉ này, số điện thoại này và cọc giúp mình vào cái số tài khoản mình đang để ở trên màn hình các bạn nhé. Đó, hôm nay khá là nhiều Google Pixel 3. Tiếp theo nữa đó là dòng Soli. Người ta bảo LED như Soli các bạn nhé. Đây, LED như Soli nhé. Đây là Soli XZ2. Cũng là RAM 4GB, bộ nhớ cũng là 64GB. Cũng sở hữu con chip Snapdragon 845. Đó, pin của con này thì khỏe hơn Google Pixel 3 một chút. Đó là viên pin của nó là 3150mAh. Đó, tương đối là khỏe các bạn nhé. Với cái ngoại hình của nó cũng là màn HD cộng các bạn nhé. Cũng là màn HD cộng. Và cũng sở hữu của màn là 5.5 inch. Đấy, thì các bạn tham khảo thêm các thông số ở trên Google giúp mình nhé. Có khả năng nhiều cái là bên mình nó bị nhầm lẫn, nên mong các bạn thông cảm. Đây là Soli XZ2 các bạn nhé. XZ2 rất là đẹp. Để về con này thiết kế thì nó sẽ là thiết kế theo form của bàn tay, tức là mặt trước là cũng, tuy nó cũng là màn cong nhưng nó chỉ là hơi cong thôi. Mặt kính cực dày, mặt kính này dày kinh khủng luôn các bạn ạ. Rơi nó sẽ bị khó bị vỡ hơn. Dòng Soli thì mà mặt kính của nó cảm giác nó dày hơn là các cái mặt kính của những chiếc máy này. Đó. Đây, nhưng mà mặt sau của nó thì lại là mặt kiểu khung khung kiểu như bàn tay này. Khi mà cầm vào này, lúc nào bàn tay của mình cũng kiểu khung khung như vậy, là nó vừa khít bàn tay luôn, nó ôm sát vào luôn các bạn nhé. Đó. Bên mình hôm nay về là được là màu đen này, màu tím khoai môn này, hay là màu xám và màu xanh này. Đấy, rất là đẹp này. Tất cả 10 cây như một luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn, tất cả đều là hàng đẹp. Cũng là một sim một sóng, cũng chạy con chip Snap 845 8 nhân các bạn nhé. Đấy, 8 luồng xử lý, các bạn yên tâm. Nói chung là siêu mượt rồi. Với mức giá con này bên mình đang bán cho bạn, giá của nó là 2.600.000 nhé. 2.600.000 tặng các bạn là cáp sạc thôi. Bọn này bên mình có mỗi cáp sạc thôi. Tai nghe bọn này là tai nghe chân tai xi, bên mình không có để tặng, chỉ có cáp sạc thôi. Xem bọn này bọn Google Pixel 3 thì được tặng tai nghe nhé, bởi vì bên mình chỉ có mỗi sạc 3.5 thôi, còn sạc tai xi là bên mình không có nhé. Đó, cường lực không có luôn, ốp không có luôn. Đó, bên mình chỉ là tặng các bạn là cáp sạc, một bộ cáp sạc thôi các bạn nhé. 2.600.000. Đó, tuyệt vời không mặt rời nhé. Nói chung là dòng Soli này cực kỳ mượt. Và người ta bảo LED như Soli, mình thử quả cam của nó nhé. Wow, quả cam này. Đó, cực kỳ LED luôn. Cam còn đằng sau là hơn nhiều có cái lỗ gì đây nhỉ, như kiểu lỗ cảm biến này. Đấy, quả cam trước này. Cảm trước là nó đang bị ngược sáng, các bạn sẽ không nhìn rõ lắm nhé. Đấy, Soli XZ2. Đó các bạn nhé. Đây là màu tím khoai môn này, màu đen tuyền này. Đấy, đen tuyền, màu này kiểu màu đen bóng này. Đấy, đẹp zin nhá. Đây này, đẹp zin nhá. Đó, đây là hàng đẹp zin các bạn nhé. Đó, màu đen tuyền các bạn nhé. Rất đẹp, đèn bóng này, đèn trước sau này. Đấy. Máy zin thì chắc chắn là nó phải có siêu sát một chút các bạn nhé. Nhìn màu xám này. Vậy các bạn nhìn màu xám, ui màu đẹp không? Rất là lịch sự sang trọng nhé. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Cũng chỉ một sim nhé. Đấy, tuyệt vời không mặt rời luôn. Nhìn mặt kính của nó rất là dày, dày dặn. Rất đẹp nhá. Cây sim ở trên các bạn nhá. Rút ra này, hỗ trợ sim và thẻ nhớ nhá.
cầm cảm giác chắc chắn, chắc lịch tay luôn. Đây màu xanh nhá. Đấy, màu xanh này. Vân tay này. Đấy. Soli này. Đấy, tuyệt vời nhá. Cái gì mà đang nghe là đây là Google. Đó, mình đang bán cho bạn giá là 2.6 triệu nhá. Tiếp theo sẽ là một chiếc XS Max. Một chiếc XS Max bản 64GB hàng quốc tế. Có thể nói con này là một con hàng đẹp, 98-99% hàng zin nguyên bản. Pin của nó là 94% luôn các bạn nhé. Đó, pin của nó là 94% này. Đây, có mỗi một vết nano rất là bé như cái lông mèo này. Rất là mờ này. Đẹp luôn nhé. Đó, đẹp luôn. Face ID rồi nói chung tất cả các thứ đều ok hết các bạn nhé. Pin của nó này, ôi quả pin 94% đây các bạn. Đó, pin 94%, siêu khủng rồi. XS Max bản quốc tế Mỹ 64GB. Đó, cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 10.5 triệu nhá. Giá chỉ có là 10.5 triệu thôi. Đó, XS Max và hàng zin đẹp 99%. Ok các bạn nhé. Dòng XS Max thì cực kỳ đẹp rồi, rất là sang trọng. Mặt sau là kính. Đấy. Phát hiện hàng dựng hàng nhái tặng các bạn cái máy luôn các bạn nhé. Tiếp theo lốt lăn, có một cây quay về đây. Cái này là cây nào? Cái này đang hết. Đây. Đấy, màn hình này tương đối đẹp các bạn nhé. Đấy, nó con này ám độ 3 này. Đấy, ám độ 3 này. Có lưu ảnh nhá. Đấy, nhìn ở ngoài, ở trong như nào ở ngoài sẽ như thế các bạn nhé. Đấy, có lưu ảnh này. Mình xem con này là vân tay vân chân đầy đủ nhá. Nhiều thiết bị này. Con này RAM 4 bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy. Con này màn tương đối sáng. Bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 1.400.000 nhá. 1.400.000, ngoại hình đẹp này. Đẹp nhá. Đấy, đẹp luôn này. Đẹp luôn. Ủa, con này bán như thế bị hớ mất rồi. Con này đáng nghĩa phải bán 1.500.000 mới đúng. Mới nói rồi thì bán luôn cho các bạn 1.400.000 các bạn nhé. Lốt 5. Đây có bạn nào hỏi SE màu vàng đây. SE màu vàng thì bên mình vẫn còn. Đây cây này cùng với cây 6S. Đó, đi hơn 2 tháng rồi giờ mới về đây. Cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 2.000.000 nhé. Pin của nó là 89%, máy màu vàng gold. Pin này 89%, nhưng mà mình nghe chừng bộ pin của dòng SE này nó hơi ảo một chút. Đấy, ui con này chạy US 12.1 này. Nhá. Bản Nhật Bản này. Đó. Giá 2.000.000 các bạn nhá. Đó, bây giờ hôm nay bên mình cũng đã view xong đang con máy đang có của kênh nhá. Thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của các bạn nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.